C. Cội gốc của thọ ấm Kinh văn Nhược yểm cữu yết Kỳ tâm ly thân Phản quán kỳ diện khứ trụ tự do Vô phục lưu ngại Danh thọ ấm tận Thị nhân tác năng Siêu việt kiến trược Quán kỳ sở do Hư minh vọng tưởng Dĩ vi kỳ bản Việt dịch, khi mộc đè nắng dịu rồi thì tâm rời khỏi thân, trở lại thấy được mặt mày đi ở tự do, không còn ngăn ngại. Đây gọi là hết thọ ấm, người ấy có thể vượt qua kiến trược, xét kỹ nguyên do, thì vọng tưởng hư minh là gốc của thọ ấm giảng khi tình trạng tê liệt bởi bóng mộc đè lắng dịu rồi, thì tâm rời khỏi thân trở lại thấy được mặt mày khi ông còn ở trong phạm vi thọ ấm, giống như bị loài quỷ kiêu bàn trà làm cho tê liệt do đó ông không thể có được sự tự tại nếu tình trạng này biến mất và thọ ấm được trừ sạch rồi thì tâm sẽ thoát khỏi thân và ông có thể nhìn thấy được mặt ông và đi ở tự do ông có thể đi hay không đi tùy ước muốn hoàn toàn không bị trói buộc nữa không bị ngăn ngại đây gọi là hết thọ ấm khi thọ ấm đã tiêu dung người ấy có thể vượt qua kiến trược đó là một trong năm món ngũ trược ác thế xét lại nguyên do thì vọng tưởng hư minh là cội gốc của thọ ấm khi thọ ấm được phá sạch rồi thì cái gốc của nó cũng tiêu tan luôn